con người, một ngày kia sẽ phải trở về với lòng đất mẹ. Nhưng khi chứng kiến người thân ra đi, chắc chắn chúng ta, những người còn sống và đặc biệt những người thân yêu trong gia đình sẽ còn rất đau thương, tiếc nhớ. Chúng ta xin phó thác lên hồn ông Giuse người thân yêu của chúng ta. Chúng ta tin tưởng vào Đức Kitô là đấng đã sống lại từ cõi chết. Chúng ta tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, thì xin Chúa cũng sớm đưa lên hồn ông Giuse người thân yêu của chúng ta đây được gần về tương nhan Chúa, và xin Chúa cũng nâng đỡ mỗi người chúng ta trên hành trình lữ hành này, để xin cho chúng ta cũng luôn trung tín với Chúa, để một ngày kia cũng được cùng với ông quản Giuse hợp hoan trên đất trời. Giờ đây chúng ta cùng tham dự nghi thức làm phép khăn tăng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa đại thần, người thương thắm yêu hồn con, ban duôn cho con. Cho những tang phục này, để những người thân trong tang quyến khi mặc vào thì được an ủi, được sự bình an của Chúa trong tâm hồn, biết biến đau thương cuốn bách thành lời kinh nguyện chân thành, tha thiết dâng lên trước tôn nhan uy linh của Cha, để Cha thương xót tôn đổ muôn hồng ân xuống cho tang quyến chúng con. Xin cho những người thân trong tang quyến khi mặc tang phục này biết hiệp thông với người quá cố để đền ơn đáp nghĩa họ vì những ơn lành họ đã làm cho mỗi người, để yêu thương gắn bó đùm bọc, để tha thứ cho nhau giữa những người còn sống như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Lạy Cha, tang phục màu trắng này đối với truyền thống dân tộc Việt Nam chúng con còn là màu tang chế đau thương ly biệt, nói lên sự đau đớn tột cùng của kẻ ở người đi. Nhưng đối với người tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh thì màu trắng cũng là màu tinh tuyền trong trắng thanh sạch vĩnh cửu, gợi nhớ cho chúng con chiếc áo mới mà chúng con đang lãnh nhận trong ngày chịu phép rửa tội, để trở thành con người mới, trở thành chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô, luôn tin cậy Cha và phó thác cả cuộc đời chúng con cho Cha. Xin cho tăng quyến khi mặc màu tang phục trắng này luôn biết quy hướng về Cha, biết nhận biết Cha là lẽ sống, là gia nghiệp, biết sống trong sạch tinh tuyền và luôn sẵn sàng canh thức giờ Chúa đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây xin mời một vị đại diện cho họ tập trung thần niệm pháp thần tài. Xin trân trọng kính mời gia đình anh chị Mẫn Ngoan ra nhận tang. Trân trọng kính mời gia đình anh chị Minh Thúy ra nhận thần tang.
Trân trọng kính mời gia đình anh chị Sơn Hiên ra nhận tang. Trân trọng kính mời gia đình anh chị Hồng Khang ra nhận tang. Trân trọng kính mời gia đình anh chị Thắng Hằng ra nhận phần tang. Trân trọng kính mời gia đình anh chị Vinh Hương ra nhận phần tang. Và đồng thời các phần tang của các anh chị nhận chúng ta sẽ tự vấn, và ông trưởng tộc sẽ vấn tang cho bà quả phụ, đồng thời cũng như con trai trưởng và con dâu trưởng những phần tang của mình. Và đồng thời trân trọng kính mời một vị đại diện cho họ nội lên nhận phần tang. Trân trọng kính mời một vị đại diện cho họ ngoại lên nhận phần tang. Và đồng thời phát cho các anh em cháu chắt bên nội và bên ngoại của mình. Xin trân trọng kính mời. Cha chi thanh hóa người anh em chúng con đây, kẻ trong cuộc sống trần gian đã tin cậy vào cha, đã phó thác cuộc đời cho cha, đã tin vào lời hứa cứu độ của cha. Xin cho người anh em chúng con đây được sống lại như cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy cha, chúng con biết rằng khi thân xác yếu hèn của chúng con là ngôi nhà tạm ở dưới đất này bị sự chết phá hủy, thì chúng con lại có một nơi cư ngụ do Chúa dựng nên, đó là ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người phàm làm ra. Lạy cha, xin thánh hóa và chúc phúc cho chiếc quan tài này, cũng là chiếc áo là nhà tạm cho thân xác yếu hèn hay hư nát của người anh em chúng con đây cư ngụ. Lạy cha, cha đã gọi ông Giuse ra khỏi thế gian này trở về với cha. Xin cho người con cha đây ngay từ giờ phút này được thoát vòng tội lỗi, được đón nhận vào nước cha, chung hưởng vinh phúc với các người cha chọn chờ đợi ngày thân xác phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con thay mặt gia đình tăng quyến chúng con có người thân ra đi, con xin cảm ơn cha phó và xin mời cha về phòng khách chúng con được gia tăng chúng con được tiếp đón. Con xin trân trọng cảm ơn cha. Tới đây tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đại diện cho họ nội sẽ lên thắp cần hương trước bàn thờ Chúa và thi hài ông. Xin trân trọng kính mời. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho nội tập lên dâng hoa trước bàn thờ Chúa và thi hài ông. Xin trân trọng kính mời.
để đồng cảm với sự ra đi mất mát to lớn của ông Du Xe. Tôi xin mọi người trong phòng tang dành phút tưởng nhớ bắt đầu. Chuyển sang phần cầu nguyện, xin mọi người hợp ý cùng hội tập sẽ dâng lời cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Này Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Hãy đến với ta, hết thảy những kẻ lao nhọc và gánh nặng, và ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức. Hãy mang lấy ách của ta vào mình, và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các người sẽ tìm được sự nghỉ ngơi cho tâm hồn, vì ách của ta êm ái và gánh ta lại nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Cộng đoàn thân mến, giữa cơn thử thách này, ta hãy nhìn lên Chúa Kitô, đấng đã cam lòng gánh chịu bao đau khổ của ta, và tha thiết cầu xin: Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chúng con cảm thấy mình bất lực khi phải đương đầu với mọi việc sự chết. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đứng trước cảnh chia ly tăng tóc này, chúng con lại xin Chúa yên ủi chúng con trong giây bằng phút bàng hoàng, đau thương và bối rối này. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ước gì chúng con nhớ mãi hình ảnh Du Xe và hy vọng trước chắc chắn sẽ gặp lại nhau trong nhà Cha muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, đã đến lúc ông Du Xe từ giã căn nhà này, bỏ lại bao người thân đang đau khổ. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh thân gương chiều mến của ông Du Xe. Xin đừng để chúng con phải gặp cảnh bước ngay như người đừng mất mát hay nối tiếc những chuyện không đau, nhưng xin cho chúng con tràn đầy hy vọng sẽ được vào nước trời là nơi Chúa cư trú. Mọi người chúng con cầu xin là ước tin cho Chúa chúng con. Amen. Xin Chúa nghe lời chúng con thành
Nhân Linh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa đoàn đại biểu nội tộc, gia đình tang quyến chúng con có ông Quảng Du Sa, Chúa gọi về nhà cha, đã được nội tộc về di linh cứu và phát tang và dâng lời cầu nguyện. Giờ này con xin đại diện cho gia đình tang quyến xin chân thành cảm ơn. Xin kính mời đoàn về phòng khách, mời nước, mời thuốc. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Kính thưa ban tang lễ, kính thưa nội ngoại tộc, thưa gia đình tang quyến, cần ban đầu chúng tôi nhận được tin báo buồn của bà Quả Hùng cùng các con cháu. Có ông quản vua xe 250 là vâng theo tiếng kêu gọi về nhà cao. Giờ đây cần ngoại tộc chúng tôi cùng đọc đoàn nhân trang bút trước phòng trong trước hết cho phép tôi gửi tới bà Quả Hùng cùng các con cháu lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu nặng nhất. Xin trân trọng kính mời hai vị lên dâng cầm trước bàn thờ Chúa và linh cứu ông quản vua xe. Xin trân trọng kính mời. Chuyển thăm phần cầu nguyện. Giờ đây ông quản Giuse sống trên dương thế 67 năm trời. Giờ đây đoàn vận tộc chúng tôi liên minh Chúa những lời cầu nguyện thiết tha ông quản còn điều gì thiếu sót trước mặt Chúa. Giờ đây xin Chúa tha những nỗi nằm trong và đưa ông về cùng với Chúa trên nước trời. Thank you.
Phòng tang là đoàn đại biểu gia đình thông gia tại Nghệ An. Với từng xã xa xăm, giờ này sự hiện diện của đoàn đã trở về phòng tang để tổ chức lễ viếng. Lời đầu tiên, tôi xin thay lời cho đoàn chân thành gửi tới nội ngoại tập cùng gia đình họ Hiếu lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu đậm nhất. Tiếp tục chương trình lễ viếng, trân trọng kính mời hai vị đại diện cho đoàn nên dâng hương tấm lễ hoa trước linh cữu ông. Trân trọng kính mời. Chiếc nghĩa tử sinh giờ thăm viếng mai tiễn đưa để đồng cảm cùng gia đình và họ Hiếu trước giờ phút biệt đi. Kính mời đoàn hướng về linh cứu ông dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Đã xong, đoàn xin vĩnh biệt ông. Thay mặt cho đoàn chân thành cảm ơn ban tổ chức lễ tang. Đoàn Tây Nhạc đã cộng tác cùng đoàn chúng tôi tổ chức lễ viếng ông một cách trang nghiêm và trọng thể. Xin được chân thành cảm ơn. Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin đón nhận linh hồn ông quản du xe và đức hằng sống muôn đời. Kính thưa nội ngoại tộc và gia đình tăng quyến, cả xã hội đang trong tháng kính Đức Mẹ, thì cộng đoàn và hội gia trưởng giáo giáp nội, chúng tôi nhận được tin báo buồn của gia đình tăng quyến. Ông quản du xe, Chúa gọi về nhà cha. Nhận được tin này, công đoàn và hội gia trưởng đã nghiêm trang đứng trước phòng tang. Chuyển lời của đoàn và hội gia trưởng xin gửi tới nội ngoại tộc và gia đình tang quyến lời phân ưu, lời chia buồn sâu nặng nhất. Tiếp theo chương trình, tôi xin mời một vị đại diện cho hai đoàn nên dâng cử ảnh trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cứu ông. Xin trân trọng kính mời. Mời hai vị đại diện cho đoàn nhân dân tuần hương trầm trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cứu ông. Xin trân trọng kính mời. Chương trình, tôi xin kính mời hai vị đại diện cho đoàn nên dâng vòng hoa tươi trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cứu ông. Xin trân trọng kính mời. Qua ông quản sống trên trần thế, ông ăn ở với anh em con cháu xóm làng vui vẻ và hòa đồng. Nay Chúa gọi ông quản về đã để lại muôn vàn thương nhớ. Để đồng cảm với sự mất mát đau thương này, xin mọi người dành phút tưởng niệm ông. Phút
tưởng niệm bắt đầu. Phút tưởng niệm hết. Xin mọi người cùng hợp ý với hai đoàn chúng tôi để cầu nguyện trong quản du xa, kiêm quản sống trên trần gian còn điều gì thiếu sót. Xin Chúa rộng lượng chúng ta trong quản sớm về hưởng tôn nhan Chúa trên nước trời. Mời các đoàn sướng kinh. Giờ kính viếng và cầu nguyện của cộng đoàn và hội gia trưởng giáo dân nội chúng tôi đến đây đã xong. Truyền lời của hai đoàn và hội gia trưởng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức lễ tang, hội Tây Nhạc, ban âm thanh ánh sáng và mọi người đã cùng với đoàn chúng tôi để tổ chức giờ kính viếng cầu nguyện trong quản du xe một cách xuất sáng và trang nghiêm. Một lần nữa, đoàn chúng tôi xin vĩnh biệt ông. Đoàn đại biểu giáo giáp nội và hội gia trưởng giáo giáp, tôi xin được đại diện cho nội tộc, ngoại tộc và bà quản phụ và gia đình tang quyến chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo giáp và đoàn gia trưởng. Xin kính mời giáo giáp và đoàn gia trưởng về phòng khách. Chúng tôi mời nước mời thuốc, xin chân thành cảm ơn. Ai gieo trong lễ sầu sẽ gặt trong hân hoan. Trọng kính linh hồn ông quản du xe, kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa nội ngoại tộc và gia đình tang quyến, giữa lúc cả và giáo hội chúng ta đang sống trong tháng kính Đức Mẹ, thì cộng đoàn giáo họ Thánh Vinh Sơn chúng tôi nhận được tin báo buồn của nội ngoại tộc và gia đình tang quyến có ông quản du xe 250 nay đã vâng theo tiếng gọi của Thiên Chúa về nhà cha. Nhận được tin buồn này, giờ này cộng đoàn giáo họ Thánh Vinh Sơn chúng tôi đã thành lập đoàn gồm ban hành giáo Tân Kiều, các quý chức ban ca đoàn cùng toàn thể cộng đoàn đã tề tựu nghiêm trang đứng trước phòng tang. Cho phép tôi được đại diện cho đoàn xin gửi tới nội ngoại tộc và gia đình tang quyến, bà quả phụ cùng các con cháu lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu nặng nhất của đoàn. Để tiếp theo chương trình, thì xin trân trọng giới thiệu và kính mời một quý chức đại diện cho đoàn sẽ lên dâng cờ ảnh trước bàn thờ Thiên Chúa và Linh Cứu ông quản du xe. Xin trân trọng kính mời. Để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời hai quý chức đại diện cho đoàn sẽ lên dâng tuần hương trầm trước bàn thờ Thiên Chúa và Linh Cứu ông quản du xe. Xin trân trọng kính mời.
dâng lên cung kính trọn đời nhớ thương. Để tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho đoàn sẽ lên dâng vòng hoa trước bàn thờ Thiên Chúa và Linh Cữu ông Quản Du Xe. Xin trân trọng kính mời. Để tiếp theo chương trình thì xin trân trọng kính mời mọi người hiện diện trong phòng tang hiệp ý cùng với đoàn chúng tôi dành phút tưởng niệm ông Quản Du Xe. Phút tưởng niệm được bắt đầu. Ông Quản Du Xe khi còn sống trên dương thế có điều gì còn thiếu sót, nhờ lời cầu nguyện của đoàn chúng tôi xin Chúa rộng lượng thứ tha từ bi đại hà và đón nhận linh hồn ông Quản Du Xe vào nước hằng sống muôn đời. Xin kính mời các đoàn chương kinh. Được tin ông Du Xe qua đời, toàn chúng con mãi từ Hà Nội sẽ trở về tại phòng tang để thăm hỏi kính viếng. Xin được phép chuyển lời của đoàn tới nội ngoại tộc và gia đình tang quyến lời thăm hỏi, lời chia buồn sâu đậm nhất để đi vào chương trình. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu hương hoa lên kính viếng. Hương và hoa lên kính viếng, xin trân trọng kính mời. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu cho đoàn liên tục hoa trước khi là hầu. Xin trân trọng kính mời. Để đồng cảm sự ra đi mất mát của gia đình nói chung và chị Hồng nói riêng, xin mọi người trong phòng khách dành một phút tưởng nhớ ông. Phút tưởng nhớ bắt đầu. Biệt ông, xin đại diện cho gia đình xin chân thành cảm ơn đoàn đại biểu đã vì đường xá xa xôi mà trở về phòng tang để thăm hỏi kính viếng và cầu nguyện cho ông. Tôi xin đại diện cho gia đình xin chân thành cảm ơn. Nguyện xin Chúa là Cha nhân từ sớm đón nhận linh hồn ông Quản Du Xe về nước hằng sống muôn đời. Kính thưa linh hồn ông Quản Du Xe,
Kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa đoàn tập và gia đình tam quyến, Cộng đoàn Giáo Giáo Bắc nhận được tin buồn của đoàn tập và gia đình tam quyến nói chung, đặc biệt anh chị Thiên Sơn nói riêng. Có người bố 250 đã nghe theo tiếng gọi của Thiên Chúa về nhà cha. Vậy giờ này, các quý chức cùng toàn thể cộng đoàn giáo giáp đã có mặt trong phòng tang, đã nghiêm trang đứng trước phòng tang. Tôi thay mặt cho đoàn xin gửi tới nội ngoại tộc và gia đình tang quyến lời thăm hỏi, lời chia buồn sâu đậm nhất. Tiếp theo xin kính mời một vị đại diện cho đoàn lên dâng cờ tang trước bàn thờ Chúa và linh cứu ông. Xin trân trọng kính mời. Xin kính mời hai vị đại diện cho đoàn lên dâng quần hương trầm trước bàn thờ Chúa và linh cứu ông. Xin nhân đặc kính mời. Một vị đại diện cho đoàn lên dâng vòng hoa tươi trước bàn thờ Chúa và linh cứu ông. Xin trân trọng kính mời. Xin mọi người có mặt trong phòng tang cùng với đoàn chúng tôi dành một phút tưởng niệm ông. Phút tưởng niệm bắt đầu. Chuyển sang phần cầu nguyện. Xin mọi người có mặt trong phòng tang cùng với đoàn chúng tôi dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện cho linh hồn hốc quản du xe. Xin mời ca đoàn sử kinh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thank you.
cầu nguyện của đoàn chúng tôi tới đây đã xong. Tôi xin thay mặt cho đoàn cảm ơn ban tổ chức lễ tang, cảm ơn hội Tây Giạc đã giúp đoàn chúng tôi thăm viếng và cầu nguyện cho ông quản Du Xe một cách long trọng và xuất sắc. Một lần cuối, đoàn chúng tôi xin vĩnh biệt ông. Kính thưa cộng đoàn đại biểu giáo giáp Bắc, gia đình chúng tôi có ông quản Du Xe 250 được Chúa gọi về đời sau, đã được cộng đoàn giáo giáp đến thăm hỏi, kính viếng và cầu nguyện. Vậy tôi xin đại diện cho nội ngoại tộc, bà bỏ phụ và gia đình tăng quyến xin hết lòng cảm ơn, xin kính mời đoàn về phòng khách, mời nước, mời thuốc và để gia đình chúng tôi được hậu tạ. Danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn ông quản Du Xe được lên chốn nghỉ ngơi. Trọng kính linh hồn ông quản Du Xe, kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa gia đình và tang quyến, hiện diện nơi phòng tang là đoàn quý chức hội đồng mục vụ giáo xứ Kính Danh Tân Cửu, quý chức và cùng đoàn khu xóm Thánh Du Xe, chi hội phụ nữ xóm 2. Nhận được tin báo ông quản Du Xe 250 thúa truyền về đời sau với tổ tiên, cộng đoàn chúng tôi xin gửi đến gia tang lời thăm hỏi, lời chia sẻ, lời chia buồn sâu sắc nhất, đặc biệt đến với anh chị Khang, anh chị Minh, với những tâm tình thương tiếc ông Du Xe, ông quản Du Xe, thành kính phân ưu cùng tang quyến. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con rằng ở bên Chúa thì người chết sẽ vui sống muôn đời. Vậy giờ đây cộng đoàn chúng tôi xin dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha nhất. Xin Thiên Chúa là Cha nhân lành sớm đưa linh hồn của ông quản Du Xe về hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Trước khi vào giờ cầu nguyện, tôi xin kính mời các vị thủ chiêm trống đổ hồi viếng ông quản Du Xe. Tiếp tục chương trình, xin mời ông trùng chánh lên thái nước thánh trên thi hài ông quản Du Xe. Nên dâng hương trước bàn thờ Thiên Chúa và linh sàng ông Du Xe quản Du Xe. Người hiện diện nơi phòng tang cùng với đoàn chúng tôi dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện tha thiết qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse. Xin Chúa đón nhận linh hồn ông quản Giuse vào chốn nghỉ ngơi cùng các thánh trên nước trời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Thank you.
mâm nghi danh chơ cả sáng nít cha chi đến nít cha thiền dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thường hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ nhưng thương chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin đến nơi Chúa trời là cha phép thơ vô cùng giờ lên trời đất. Tôi tin đến nơi Chúa Giêsu Kitô là con một Chúa cha cùng là chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh. Chiều nan đời quan phong siêu phi la tô chiều đông đánh trên cây thánh giá chết và tám xác xuống ngục tàu tâm ngày thứ ba bởi trong ghế chết mà sống lại lên trời ngự bên hiếu đức Chúa cha phép tơ vô cùng ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh đồng cương, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin làng sống với Amen. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa gia đình tang hiếu, giữa lúc cả giáo hội đang bước vào thánh tháng kính trái tim Đức Mẹ và chuẩn bị sang bước vào tháng suy tôn thánh giá Chúa Giêsu, thì giáo khu 4 chúng tôi và ban gia trưởng hội cầu nguyện hội các đoàn cũng như dòng dây do xa cũng như con cháu của ông cố tòa nhận được tin báo buồn của bà cụ Tu Xe. Nhận được tin báo buồn này, giáo khu chúng tôi cùng các ban ngành đứng trước phòng tang đây cho tôi đại diện được gửi tới bà quản cũng như gia đình tăng quyến nói chung và anh chị Vinh Hương nói riêng một tình cảm sâu đậm và tin buồn gửi tới gia và các ông các bà trong gia tang một lời thăm hỏi sâu sắc nhất. Theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu các vị đại diện cho giáo khu cũng như ban gia trưởng có đăng hoa dâng trước cả Chúa và phi hài của ông. Xin trân trọng kính mời. Trong đây cũng có phong thư để xin lễ cầu nguyện cho ông quản. Kính thưa các quý vị đại biểu, chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa là ông quản chúng ta không còn trên dương thế này nữa và đi về cõi vĩnh hằng. Xin mọi người trong tang trường cùng với giáo khu 4 chúng tôi để tưởng nhớ ông quản một phút tưởng niệm bắt đầu.
bước sang giờ cầu nguyện, xin mọi người trong tăng trường hợp với các đơn vị của chúng tôi để dâng lời cầu nguyện cho ông quản du xe. Xin mời ông giáo trưởng lên làm việc đầu tiên. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Trưởng hội cầu nguyện, ban ca đoàn, họ máu ông cố toại, gia đình chúng tôi có ông quản du xe 250 được Chúa gọi về đời sau, đã được quý đoàn đến thăm viếng và cầu nguyện cho linh hồn ông quản du xe của chúng tôi. Tôi xin đại diện cho nội ngoại tộc và quả phụ và gia đình tăng quyến xin chân thành cảm ơn quý đoàn về phòng khách mời nước mời thuốc để gia đình chúng tôi được tiếp đón. Xin trân trọng cảm ơn quý đoàn. Nội ngoại tộc, thưa các quý khách, ân thân nhân xa gần về dự tang lễ ông quản du xe hôm nay, thưa gia đình tang quyến ở ban tổ chức lễ tang, cộng đoàn giáo dân đông chúng tôi nhận được tin kính báo quần của anh chị Thẩm Dung, có người bác kính yêu nay đã vâng theo ý Chúa từ dã trần gian về nhà Cha. Giờ này cộng đoàn chúng tôi đang đứng nghiêm trang trước bàn thờ Chúa và linh cữu ông để thăm hỏi, kính viếng, cầu nguyện cho ông, đồng thời sáng mai tham dự thánh lễ an táng và cầu nguyện cho ông và cùng với tập thể các đoàn hội tiễn đưa ông ra nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi được phép đại diện cho cộng đoàn gửi tới nội ngoại tộc và gia đình tăng quyến nói chung, nói riêng, gia đình anh chị Thần Nhung lời thăm hỏi chân thành
lời chia buồn sâu sắc nhất. Để đi phần lễ kính viếng, tôi đề nghị Hội Tây Nhạc Nội Tường giúp đoàn chúng tôi đi phần lễ kính viếng, đồng thời cũng giúp chúng tôi trong phần nhạc lễ. Xin trân trọng kính mời. Trân trọng giới thiệu hai đại biểu đại diện chất đoàn nên thắp cồn hương trầm trước bàn thờ Chúa và minh kính ông. Xin kính mời. Xin trân trọng giới thiệu một đại biểu đại diện chất đoàn nên đặt vòng hoa trước bàn thờ Chúa và linh cứu ông. Xin kính mời. Ông quản du xe nay đã vâng theo ý Chúa từ giã trần gian về nhà cha. Và quả phụ đã mất người phu quân suốt đời trung thủy, các con đã mất người cha tài đức khôn ngoan, các cháu đã mất người ông đáng kính trọng. Đứng trước cảnh biệt như tôi đề nghị mọi người trong phòng tang cùng với cộng đoàn giáo dân chúng tôi dành phút tưởng niệm ông, phút tưởng niệm bắt đầu. Mọi kính viếng và cầu nguyện của cộng đoàn giáo đông chúng tôi đến đây đã xong. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người trong phòng tang, Hội Tây Nhạc của ban tổ chức lễ tang đã cộng tác với đoàn chúng tôi trong giờ thăm viếng và cầu nguyện trong quả du xe được trang nghiêm và tốt đẹp. Cuối cùng, cộng đoàn giáo đông chúng tôi xin vĩnh biệt ông. Kính thưa đoàn đại biểu cộng đoàn giáo giáp đông, gia đình chúng tôi có khoản du xe 250 Chúa gọi về đời sau, đã được quý đoàn đến thăm viếng và cầu nguyện cho linh hồn ông quản du xe của chúng con. Tôi xin đại diện cho nội ngoại tộc và gia đình tam quyến xin chân thành cảm ơn quý đoàn. Mời đoàn về phòng khách để gia đình mời nước mời thuốc để gia đình chúng tôi được đón tiếp. Xin chân thành cảm ơn.